Một bữa ăn của Ánh Viên gồm 1 kg thịt bò, 50 con tôm, 1 lít sữa, tại sao có thể ăn hết được? Dân tình từng sốc khi nghe về khẩu phần ăn của Ánh Viên, nhưng với vận động viên đó là chuyện thường. Tình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên từng giành khoảng 150 huy chương các loại trước khi giải nghệ. Trong đó có 25 huy chương vàng ở đấu trường SEA Games, bên cạnh 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng châu Á, 2 huy chương đồng ASEAN, huy chương vàng Olympic trẻ, huy chương vàng Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới, huy chương bạc World Cup. Ít ai biết rằng để đạt được những thành tích ấy, Ánh Viên đã trải qua quá trình tập luyện, rèn luyện nghiêm ngặt, ngay cả vấn đề về dinh dưỡng. Năm 2014, ở thời kỳ đỉnh cao, khẩu phần ăn hàng ngày của Kình Ngư sinh năm 1996 đã được huấn luyện viên tiết lộ. Thời điểm đó, Ánh Viên thừa nhận rằng mỗi bữa ăn hàng ngày cô phải nuốt trọn những thức ăn và chế độ dinh dưỡng gồm 50 con tôm hấp, 1 kg thịt bò, 1 lít sữa, ngoài ra còn bánh mì, cơm, rau sống trộn giấm, trái cây. Huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn lý giải về chế độ ăn này. Trong quá trình tập và thi đấu ở Mỹ, chế độ dinh dưỡng như thế là hết sức bình thường với Ánh Viên, bởi một ngày Viên phải tiêu tốn khoảng 12.000 calo một ngày. Vì thế, chuyện ăn uống vô cùng quan trọng. Chế độ này được các chuyên gia dinh dưỡng của Mỹ lên thực đơn một cách khoa học và chi tiết. Còn với nữ Kình Ngư, những bữa ăn thế này với cô là những ngày đầu tiên nuốt không nổi, nhưng riết rồi quen. Ánh Viên có cuộc sống vui vẻ sau khi giải nghệ. Năm 2021, Ánh Viên quyết định giải nghệ. Sau khi chia tay nghiệp vận động viên đỉnh cao, Ánh Viên tập trung dạy bơi cho các học viên nhí. Cô có trung tâm dạy bơi riêng mang tên mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Dân tình còn biết đến Ánh Viên qua kênh TikTok Nguyễn Thị Ánh Viên cùng với thương hiệu e học bơi dễ lắm, Viên chỉ cho. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.